quê hương là Chùm Khế Ngọt. Thì mỗi người chúng ta hiện giờ có thân nhân, có bà con gửi lúc này đang cần. Làm gì làm vài tháng nữa 90% Đức Thầy xuất hiện. Kiệt sẽ về thách võ cho sư phụ. Không thách võ hả? Rồi cái mấy thằng con cỡ quỷ sa tăng nó nhào tới, nó đánh Kiệt. Cái lúc đó chắc còn chạy trước hả? Chạy trước không? Hay gì là Phật? Gan dữ à. Mỗi ngày á, bề trên dạy á, mỗi sáng thức dậy á, sư phụ á, Kiệt á, là phải nhìn cái gương, cái kiến, là mình là ai, đúng không? Cái gì dạy? Rồi mình có nhiệm vụ gì, làm cái gì ở cái thời đại này? Con có thượng thiên xuống trần lo để mà cứu dân độ thế cái thời kỳ mạt pháp này. Tại sao? Tại mỗi ngày á, ngày lúc vui quên. Quý vị mới thường nói hoài, Đức Thầy nói luôn, bề trên nói luôn, con đừng vui quá, con quên con là thái tử nha con. Quý vị sợ mình quên á, thiệt á, nhiều lúc vui cũng quên nữa, chơi với mấy đứa nhiều lúc vui cũng quên nữa. Quý vị nhắc, tại quên thái tử nó quan trọng lắm, là tự vì mình sẽ có những cái giống như ăn nói hay là gì á, đâu phải là chỉ có nhiều người đang nghe, chỗ biết nhiêu chứ gì đây nghe. Ngày xưa phụ quên á. Rồi cái có những lúc chờ hoài cũng như mọi người thôi. Có những người nói sao anh nói là Trung Cộng chia năm sẽ bảy mà tôi nghe chờ hoài, chờ mấy năm không thấy. Trời đất, tiên tri á, ngày chặn trình ổng nói 500 năm, còn giờ tôi nói tính theo tháng rồi mà còn cũng tính lâu nữa là sao? Bây giờ thấy cái núi Bà Đen không? Trượt á, là âm khí á, nó làm cho cái núi, cái dòng mây tròn phải không? Rồi sau đó có những cái hình phượng hoàng mà gọi là những loài ở trên thiên á, cũng có tà có chánh. Phượng hoàng này phượng hoàng tà. Còn phượng hoàng chánh là bữa hổm đó, là khi chư thiên xuất hiện á, là nó lên cái màu đỏ đúng không? Nên rồng phụng gì hiện trên mây đầy hết, tà long, thiên long gì cũng đều có đầy đủ. Thời nay cái bầu trời rất là nhiều chuyện lạ lắm á. Hết chuyện lạ này đến chuyện lạ nọ, nó sẽ liên tục xảy ra hoài. Mình á là có đại phước, nhất là người Việt có đại phước. Ở vào cái thời mạt pháp này mình chứng kiến đủ hết, thấy đủ hết, Phật thánh tiên hạ phàm, thấy bầu trời thay đổi, thấy khí hậu thay đổi. Hôm nay mình có chuyện vui là vì khí hậu bắt đầu qua cái Tết, nó sẽ mưa thuận gió hòa trở lại, nó sẽ không còn giống như những năm về trước, hàng chục năm gần đây nữa. Đó là một cái tin vui thứ nhất. Tin vui thứ hai, Đức Thầy sẽ xuất hiện, Kiệt sẽ về Việt Nam. Khi Đức Thầy xuất hiện là hai chuyện bữa nay quan trọng mình biết. Chuyện thứ ba là mình biết được cái cục diện mà thế chiến thứ ba nó không liên quan đến cái chuyện mà nước Việt sẽ thay đổi, nó tách rời. Tại cái kia nó lớn quá, mình nước mình thì mình tính nước mình, thì từ đó bà trên mới vẽ một con đường khác. Ở bên Việt Nam á, hiện bây giờ chỉ có ăn chay, ngồi thiền, đọc kinh để mà chờ Đức Thầy xuất hiện thôi, chứ không còn cái cách nào khác ngoài cái cách đó. Còn người nhà nào mà khá đó thì giúp những cái hàng xóm của mình, tại vì mình cũng dư ăn dư để. Ở đây, ở bên kia đó
là gần, dễ giúp hơn là ở nước ngoài của mình. Thuốc men hay là hàng xóm nên giúp lẫn nhau để mà có tình có nghĩa. Cũng khô cổ ta, ca một bài quê hương có nửa bài thôi. Như ca không có nhạc cũng nghe cũng ok hả? Ok hả? Hả? Cảm động không? Xin tao phở, xin tao phở. Bây giờ quý vị ngồi đây nghe Kiệt nói chuyện, thường thường á Kiệt nói lần 4 tiếng 5 tiếng. Mấy thầy giảng pháp 2 tiếng đúng không? Mà 4 tiếng với 2 tiếng cái nào chán hơn? 2 tiếng chán hơn hả? Trời ơi, người ta giọng ngon, giọng ngọt. Phật đi tới, Phật đi lui. Còn này á, Phật đi đủ kiểu. Kia. Nó nhiều quá, ca nhiều quá, khô cổ. Phật đi tới, Phật đi lui. Còn này Phật nhảy lung tung luôn. Nhiều người. Cái đó, hồi đó đó, có lần cho buồn á, mấy vị đẩy ra lên trên mạng này nè. Cái lúc đó thù tiếng Việt cũng không rành. Cái Hòa Thượng Tế Công ngài mới nói, con cứ ra đi, con cứ nói bằng cái tâm của con. Nó khác hơn những người mà trong chùa họ nói bằng theo cuốn sách. Cái tại vì thời xưa đó Kiệt mới hỏi, con đâu có rành tiếng Việt, con cũng không có giỏi về chữ nghĩa. Con lớn lên đây về ngành di mạch, giỏi về làm ăn thôi, với con cái lòng thương cộng đồng, thương đồng bào, chỉ vậy thôi. Cái nó nhiều đủ rồi. Nhưng mà lời của con á, tuy rất là bình dân, nhưng mà lời thật thì con sẽ độ được muôn trùng chúng sanh. Mấy vị dạy thời đó vậy đó. Thì nhờ Hòa Thượng Thế Công nè, nhờ Đức Thầy là Đức Quỳnh Phú Sổ nè, nhờ Đức Phật Hoàng là Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, là ba sư phụ mà, rồi nhờ Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, ngài cũng thường về dạy để mà khuyến khích cái tương thần của mình. Chứ không mấy vị mà không có nhắc nhở á, thôi cũng đâu có dám mà lò cái đầu lên trên đó. Xưa cầm microphone đó, cũng cầm xa xa nữa, cũng không dám cầm, cái gì cũng nhắc hết à. Nói chuyện Thì cứ nói hoài. Cái mỗi ngày cái mình bị comment, mình bị người ta chọc á, là một người mà chửi mình á, là một thầy giáo. Dạy cái từ từ hôm nay mình cũng ok được một chút. Gì nào không? Học đời không à, học ngoài đời như là học chứ không có học ở trong trường, cũng không có học sách nữa, học đời nhiều. Lên mạng thì mạng dạy. Ai đó bụng quá không có sức nói. Ai có cơm mà cho mình xin miếng cơm em. Miếng cơm mà xin nước tương được rồi, bụng quá. Quý vị muốn về hay là muốn ngồi nói chuyện tiếp? Ai ngồi xuống? Sáng giờ ngồi ở đây nói chuyện 8 tiếng rồi, còn mới tới. Cứ mỗi người 8 tiếng là 24 tiếng thôi, chắc khỏi ngủ khỏi ăn ha. Chiều lòng mọi người thôi, hết về nhà luôn á. Hả? Mấy giờ rồi? Trời đất, 6 giờ rồi. Nãy giờ mình là... Nãy giờ mình... Đã 7 tiếng rồi. Cho nên live giờ còn có 1.007 người đang coi nữa kìa. Kim Ly lại. Kiếm vô này ngồi nè. Kiếm vô cho nó ăn đi. Kiếm vô đây ngồi.
Thôi coi cho ngồi ngoài đi con. Và nó ngồi kìa. This is live stream the whole world. Sit over there. Yeah. Ok rồi, bữa nay mình vô đủ chưa ta? Đủ rồi phải không? Mệt rồi đó, nó bụng rồi. Xin lỗi quý vị trên online nha, đó bụng quá. Phải còn sức nói nữa rồi. Rồi trước khi hết cái này, cũng biết sao mà vô được cái... À, trước khi hết cái này, cũng biết sao mà vô được cái Hello. Gom. Mình nói chuyện hồi cũng mệt thôi, mình thay đổi không thấy mình qua món khác. Hello. Con đứng đồng hết, hồi chỉnh này được. Con cứ để con cứ làm chuyện mới. Hello. Okay, rồi. Cái bản này. Ra tiếng không ta? Con đừng lo gì hết, cứ để im vậy. Thôi chỉ cần một cái tivi thôi. Ủa sao nó không ra tiếng? Xong. Ok, xin tạm biệt cái livestream nha. Turn off livestream đi. Hẹn kỳ sau, hôm nay đủ rồi.